coi. Dạ, xin chào quý khán giả thân thương, trở lại với kênh Miền Tây 63. Thì đoàn của mình hôm nay trên đường về thì có ghé một chỗ ở đây để ăn bún bò Huế. Bún bò Huế 79 nè, đây gồm có bún chả cá, bún giò, bún bò tái nạm. Là mình đang bên trong bún bò Huế. Cái này mình cũng không, mình cũng không biết chỗ này là quán này ở đâu. Quán này không biết đâu. Đang trên đường về ở trên mới không ngoài Quảng Ngãi hay sao. Dạ thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình xem mấy cô đang mua trước. Đó. Đây có khá là nhiều lựa chọn. Bún bò. Bún bò giò. Cái chị thấy này bán rất là đắt luôn. Mình bán rất là đắt luôn. Cái đầu xe của mình nhé lại. Đây mình có bún nè, tái nè, thịt nạm, nạm, chả cá. Ôi cái này là huyết. Chả cá. Cô đâu? Bỏ vô nóng rồi. Bỏ vô cho nóng rồi. Có đầu to quán ta to mà. Ô quán này ở đâu anh? Quảng Ngãi hay gì con? Đây là Quảng Ngãi nha. Đó. Thì sơ năm gà này luôn luôn. Đây có cái dĩa rau. Tôi kèm dĩa rau đứng này em rau điện. Không hết mì hả? Đây là thập cẩm luôn nè, vừa có giò dưới cơ nạm luôn. Này tự phục vụ luôn tại vì đông quá. Rồi cái này có vừa có chả cá gì cái đó. Cái này giò heo hay là giò bò vậy? Giò heo. Giò heo. Thì con ăn muốn bò đi. Giò heo. Cái gì không lại kêu rồi đó. Giờ đây người ta kêu trước thì mình ăn sao? Con lẹ. Hấp dẫn quá, này là bún giò heo với bún chả cá luôn. Đây Nico, đây Nico. Nico ăn thử cảm nhận có ngon không? Mình lâu lâu miền Tây mình đi ra đây ăn thử bún bò Huế gốc ở ngoài Quảng Ngãi nè. Đó. Hấp dẫn. Thử đi cô, thử đi cô. Chả cá với giò heo. Tò. Ăn thử miếng súp ngon cô. Ăn thử miếng súp mặn hả? Hơi mặn không? Thì là chắc không quen khẩu vị của mình, chưa quen á. Mới hơi mặn á. Hơi mặn. Mà nó cam với nhau không? Mà nhanh mắm nữa nó mặn á. Cái gì dữ dạ. Nó nhiều lắm mà. Chú Hùng nếm thử miếng nước súp rồi ngon không? Dạ. Ăn thử miếng nước súp rồi ngon không? Ồ. Chưa ăn mà sao biết ngon? Dạ, tao lấy muỗng rồi hả? Đấy. Ngon hả? Trời, hấp dẫn quá. Bỏ rau vô đi, bỏ rau vô đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Đây cứ một con hết. Con này con tái. Nạm, nạm. Thịt không. Đây. Mình ăn giá thì mình sẽ bỏ thêm giá vô. Ở đây là Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đúng rồi, Quế 79. Đức Phổ. Đức Phổ. Đức Phổ hả? Đức Phổ Quảng Ngãi. Bao nhiêu tô? 30.000, 30.000 tô. Bán đắt quá mình để cho mọi người ăn trước đi, mình ăn sau. Điện chờ bảo mà trúng ngang xương rồi trời. Thôi đó chị vui thôi. Bỏ cho chị trả như cái này đi. Hai tô bây giờ trả với gì, trả với cái này nè. Ê, một tô này không chị? Chị biết thì đủ nghe. Đâu đâu. Một tô vậy là nhiêu phần tiền phần chị? Nói là bình thường là 30. Bình thường là 30. Còn là 35 nha. Thập cẩm là 35 ha. Ừ, cái cầm nó ra thì tính tiền cho mình chứ còn. Cho chị cho thêm bây giờ. Cái cầm cho em một tô cho chị. Bình thường là 30, thập cẩm là 35. Chả với là bò, đúng không? Chả với bò. Cái là bao nhiêu chị còn chả nè? Đâu, 35. Cái chả bò là 35, còn bò 33 chị. Có chưa?
hay không? Giang mà chưa có. Hết rồi sao còn như đây có chút xíu à chị ơi. Trời ơi, hồi của em hết rồi đây em giờ em thủ bên trước. Cho em là tô này đi chị. Cái này không à? Cho thằng em này tô giùm chị. Giao trộn kỹ giùm nha. Đó. Đây. Ôi còn thịt bò mà. Chị tưởng hết. Đâu như chị xíu đây. Okay. Em chơi. Em cũng có bằng ấy nhưng mà chị ở đây địa chỉ là gì, ở Quảng Ngãi hả chị? Ở Quảng Ngãi Mộ Đức. Mộ Đức. Rồi, thấy cô này. Quá. Thôi xác cho em đi này quá đi. Rồi anh nói trước đi, nhường luôn. Đây à, có đèn cơ bò hết nha. Cái này là cái gì? Mấy cái này tự bỏ giùm nha. Cái này là cái gì? Đó. Tay tươi sạch tiếng. Ăn đi anh, hồi lấy cảm nhận nha. Đây, sắc luôn. Chị, tới em. Để cho em cô à. Làm cho em như vậy. Cho một tô là cảm ơn. Chào em. À, ai ăn gì thì nói cho mẹ em gì em. Của em một tô thịt đó. Giao trộn giùm em. Có gạo trong giọng. Dạ thịt không à. Có ai quý không? Dạ không luôn, gạo thịt không thôi. Dạ. Thói luôn rồi. Đốt luôn. Bán đắt quá trời luôn rồi. Đồ xe của mình bữa nay giá về đây mọi người. Chưa ai ăn sáng chưa rồi. Bây giờ xương không có nè. Có xương quá xương, xương giò. Giải với lại giải với bọn. Ngon không cô? Ngon không cô? Ngon không cô? Ngon hả? Đúng rồi. Không ai ta không làm cho em sao? Không ai làm cho em chứ. Dạ. Dạ chị ăn trước đi, ngon không? Ngon không? Đây thập cẩm hả? Thập cẩm là làm em muốn em thật không? Dạ em bắt rồi. Thôi con ngồi đây, con ngồi đây. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Rồi. Ở đây có ai ngồi chưa vậy? Có em hả? Dạ. Dạ cho một dĩa gạo đi. Ôi tự phục vụ luôn hả? Con cách hả? Dạ đúng rồi đó. Ăn dạ. Anh trai kia. Không, vậy là xin tô gạo. Ở đây đông quá, giờ không ai giúp mình thì mình tự giúp mình luôn đây. Phục vụ. Đây tô gạo. Ngon thôi, ngon không? Ngon. Không được. Không được. Anh Sơn. Ngon không? Nhưng mà đừng có nêm nếm nữa, nó mặn á. Đừng nêm nếm nữa mặn không? Thôi con ăn thử nha. Đây có gạo. Đây mình nếm thử luôn. Đây cái tô của mình. Tô mình à. Mình đúng rồi, mình thấy nó hơi mặn á. Nếu mà mình này đã vừa ăn rồi nhưng mà mình không cần bỏ thêm gia vị gì đâu. Dạ. Đây, chị ăn thử. Mọi người buổi sáng chưa ăn giờ cũng đói chưa? Mình sẽ cho gạo vô. Thêm với một tí gạo trộn nó sẽ ngon hơn. Nếu mọi người thích mà ăn nó chua chua thì có thể nặn vô một tí chanh như thế này. Đó, để tạo được chua. Tí gạo đi chú, bỏ vô tí gạo đi. Để đi. Để đi. Bò Huế. Bún bò Huế. Sao vậy? Ngon không? Ngon không chú Hùng? Ngon không? Ngon không? Thịt heo hả? Bún bò Huế sang thịt heo ta? Bún bò Huế là hang giò bò chứ, thịt bò chứ. Bún bò Huế là phải có giò heo. Ủa gì hả cô? À, có thịt bò. Giò heo thịt. Dạ, vậy là con chưa ăn qua. Dạ, giờ mình xin phép quý khán giả dùng bún bò Huế với mình nha. Giờ xin phép được ăn tô bún bò này nha.
đói bụng quá rồi, sáng giờ chưa có ăn gì luôn. Đó, hôm nay mọi người ăn sắp hết rồi, đó được con nữa rồi. Theo mình thì nước gia vị ở đây là vừa ăn rồi, nhưng mà nếu mà mình thêm vô nó sẽ hơi mặn á, tại vì theo con vị mình ăn hơi lạc. Còn mấy người mà thích ăn mà chấm thêm thì có thể cho thêm mắm muối, hoặc là có ớt hột nè, có hột xay này nè, đó mình có thể cho vào tùy theo mình thích. Ai thích ăn cay thì bỏ vô thêm. Dạ, đó giờ thì mình không có ăn nước, mình ăn bún gì cũng ăn, còn là còn đỡ ăn cái mà. Hôm nay ở ngoài thì ảnh hưởng của bão số bão ha, số 12 đang tiến vào đất liền á, số 11, số 12 gì đó. Đó, năm nay thời tiết mưa bão rất là nhiều, buổi sáng giờ mọi người trên đoàn xe chưa có ai ăn gì hết, nên giờ trời lạnh đó. Đó, mọi người ghé vô đây ăn một tí nước nóng thì nó mát, hủ tiếu, bún bò. Còn mấy cái chị này thì ăn mì tôm á, các làng chai ở đây không có bán. Mấy anh bên đây là uống cà phê, mà uống trà. Đây là đoàn xe của mình, xe Cúc Hùng. Ở bữa nay mọi người đi trên đường đi về phát quà hỗ trợ đồng bào miền Trung. Mình đi lũ lụt ở Quảng Ngãi với Thượng Huế thì mình đây qua đây mình ghé cho bên Quảng Ngãi. Đến nè. Dạ, đây là trả tiền. Tô bún với thịt không á, thịt không á. 30. Đây để chị chủ nè. Quán mình đó giờ bán mấy năm rồi chị? Bán lâu chưa? Cũng lâu em. Dạ hả? Bán là số bán nguyên ngày luôn hay sao? Thế gian bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ sáng tới trưa. Nói chung là hết đâu nghỉ đó. Hết đâu nghỉ đó hả? Ngày bán được nhiều mấy trăm tô không? Bán luôn. Cũng tùy à. Tùy hả? Tùy theo bữa. Dạ. Ở đây địa chỉ chính xác là ở ấp nào của quý vị? Ở Thi Phổ Mộ Đức. Thi Phổ Mộ Đức, Quảng Ngãi. Dạ. Đó là chị chủ. Chị chủ bán nè.